những cái mút ở ngay cái mép này này nó sẽ bị mục. Gắn cái trục vào thì nhìn ở đây nó có một cái gờ nhỏ nha, là anh em một tay giữ và một tay cầm cái kìm. Hai cái ngàm này sẽ ăn vào hai cái lỗ này này, hai cái lỗ đấy. Đây này, những cái nguyên nhân sâu xa xuất phát chỉ đơn giản là từ giấy không có tốt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái bộ phận CD3. CD3 là cái đây, cái bộ này đây. CD3 là cái bộ phận hồi mực thải của room. Tại sao lại là hồi mực thải? Là tại vì nó sẽ cái phần thải mực ra ở trên cái bộ room nó sẽ hồi ngược về đây. Đây. Nó đưa lên đây, nó sẽ đưa vào cái bộ chứa để nó sử dụng tiếp. Cái bộ này á thì nó sẽ bị lỗi thường xuyên hơn là tại vì mình sử dụng giấy nó không có đúng chuẩn thì nó có rất là nhiều cái bụi giấy. Rất nhiều cái bụi giấy thì nó sẽ đi theo cái mực này, nó lên trên đây, nó vào đây trong cái bộ chứa này, thì để tại vì nó không có cấp hết mực ở trong đây xuống cái bộ từ luôn, mà nó sẽ cấp dần dần, nó kết hợp với cùng với cái mực mới để nó đưa vào cái bộ từ. Nên là những cái bụi giấy này nó sẽ ở trong đây một thời gian rồi nó sẽ đóng vón cục lại, thì nó gây ra cái tình trạng nghẽn cái bộ này nha. Nó gây ra cái tình trạng nghẽn cái bộ này. Nó sẽ báo lỗi, nên là CD3 này thì cái bộ này anh em sẽ gặp thường xuyên nó bị báo lỗi hơn. Thì cái cách mà phòng tránh cái bộ này nó bị lỗi là tốt nhất là anh em sử dụng mực ok, mực chuẩn một chút xíu. Và thứ hai nữa là cái giấy, khi mà giấy đưa vào máy photo ấy, thì anh em chú ý là dùng cái loại nó không có bụi giấy, thì nó sẽ hạn chế rất nhiều hư hỏng cái bộ này nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các anh em cách vệ sinh cái bộ này ra. Thì mực ở bên trong này á, thực ra thì là mực bên trong này là vẫn còn sử dụng được. Nên anh em là trước khi ấy thì lấy một cái tờ giấy sạch một xíu, tờ báo sạch á, bọc riêng cái mực này ra để chút xíu mình đổ lại vào đây. Chứ cái bộ bên trong này nó chứa được nhiều mực lắm á. Cái chỗ này nhìn cái âu này thôi nhưng mà nó phô được cả mấy ngàn tờ đấy, mấy ngàn tờ giấy đấy. Đây, tháo cái bộ này thì đây, nhớ chuẩn bị một tờ giấy báo sạch trước. Tháo cái con ốc này ra. Để gọn rồi đây. Đây, phía bên trên này nó có hai con ốc nữa, tháo hai con ốc này ra nữa. Rồi khi mà tháo ấy, thì tay bên đây cầm nhẹ hơi hơi bẻ nó ra một chút xíu để nó cho nó ra khỏi cái chốt bên này này. Đây nó có một chốt nó gài cái này, thì hơi nhẹ tay làm chút xíu. Nhớ cầm đứng cái này lên nhá. Rồi hơi kéo, cần kéo lên này, nhẹ nhẹ thôi, bắt đầu nhấc dần lên. Ok, rồi tách cái phần này ra, đó anh em nhìn thấy chưa. Về cơ bản ấy, thì cái mực này cũng vẫn sử dụng được nha, vẫn còn sử dụng được, không đến đến mức là mình bỏ. Nhưng mà bên mình muốn cái máy của mình nó ổn định thì mình không có muốn xài lại cái mực này, tại vì nó đã có bột giấy rồi, nên mình sẽ đổ cái mực ấy đi. Nhưng mà anh em đi làm máy cho khách á, thì đây này, mình chỉ cho một cái cách đấy. Cái mực này á, thì sẽ đổ lại vào cái ống mực của máy photo á, đổ lại cái này, phần này vào cái ống mực là sử dụng được tiếp. Để cơ bản là cái phần mực này là phần mực vẫn còn sạch, vẫn còn xài được. Đây, đừng có đũa, không có cần phải vứt cái mực này đi đâu. Đó, anh em sử dụng lại cái mực này được. Thay vì mình đổ đây thì mình cứ đổ trực tiếp vào cái lọ kia cũng được, đằng nào nó cũng sẽ bơm hết bộ từ thôi mà. Đó, này, cẩn thận cái này chút xíu.
hút mực ở trong đây cho nó đỡ bị bay bay ra thôi, hoặc nếu mà anh em có máy xịt đấy thì mang ra ngoài xịt. Nếu máy hút ở trong đây rồi thì mình hút thôi, hút cho nó sạch mực đi, là làm cho nó dễ làm thôi mà. Mình làm cái phần ống ở bên trên này trước ha. Đây này, ở bên ống, phần ống làm sạch chứ, xong phần ống bên trong thì nó có một cái khoen ở đây nha. Cũng giống như hồi nãy thôi, thì chạm giữ một tay rồi cậy ra nhẹ nhàng đó. Đó. Đây là cái bạc đạn, đầu này nó có một cái bạc đạn, thì nếu như mà có sẵn R7 thì anh em mang ra ngoài xịt nhẹ một chút xíu thôi, xong rồi quay cái bạc đạn này cho nó trơn đó. Cái này thì hiện tại thì nó vẫn đang rất là trơn rồi, mình không có phải xịt lại, nhưng mà nếu anh em xem cái bạc đạn này nó quay này, này. Đây nó có một cái bạc đạn nhỏ ở đây này đấy, nếu như mà nó quay nó nặng á thì anh em nên làm lại xịt một chút xíu R7 vào đây để cho nó trơn cái này ra đó. Nè, chú ý cái bạc đạn này nhé. Nè, đây là cái bạc đạn ở ngay đầu này nè. Đó. Rồi, ok. Rút luôn cái phần này ra, vệ sinh trong cái ống này luôn. Thank you.
Rồi chúng ta sẽ nhìn tới cái bộ phận này. Cái bộ phận này là cái bộ phận hay hư nhất ở trên cái bộ motor CD3 đấy nhá. À, trường hợp như mực nó ở đóng ở dưới thì rất là nhiều, giống như hồi nãy anh em coi đấy. Nhưng mà hồi nãy thì cái hệ thống mực của mình nó rất là tơi, tại vì mực đấy nó là mực mới, nên là nó cũng chưa có vón cặn gì nhiều ở cái bộ đấy. Nên là khi mà cái hai cái nhông này đấy nhá, mình sẽ thích này, khi mà hai cái nhông nó quay nặng quá này, cái bộ phận ở bên dưới đây này, đây, hơi khó nhìn ha. Thôi để mình gỡ hẳn ra đi, gỡ hẳn ra mình chỉ cho anh em luôn. Đây là mình làm rất là chậm ha, mình làm rất là chậm để mình chỉ cho anh em từng bước một. Sau trường hợp mình có gặp lỗi CD3 ấy, thì mình sẽ khắc phục nó sẽ dễ dàng hơn. Đây, để rút được cái trục bên dưới ra thì mình sẽ gỡ tiếp một cái khoen ở đây nữa. Nhớ nhá, lần nào gỡ cũng phải đưa cái tay nương lại để cho nó đỡ bị văng. Đây, cái trục này là cái trục mà thường xuyên bị gãy mà bị hư nhất này. Đa phần những cái lỗi phát sinh ở cái bộ CD3 này nó đều ở cái lỗi này. Cái motor với lại hệ thống nhông ở bên trên nó không có bị dính mực, nên là nó ít bị hư lắm. Đây, đa phần là nó mực ở đây nó bị nghẹt nhiều quá, cái này quay nó sẽ bị gãy nha, hoặc nó bị bể cái nhông này. Đó, thì nếu như mà trường hợp như bị CD3, anh em cứ lấy ra kiểm tra thì kiểm tra luôn cái trục này xem nó có bị gãy hay không. Đó. Ngay sẵn thì vệ sinh luôn đi. Một bao này như thế này. Rồi, à, bây giờ vệ sinh lại cho nó sạch rồi này, lắp vào thôi. Đây thì lúc bộ vệ sinh sạch xong thì mình sẽ chỉ cho anh em đây những bộ phận nào anh em cần chú ý nếu như mà cái máy của mình nó bị mục những cái vị trí này á, thì lấy cái mút, có cái mút nhớ không làm nó ở trong cái phần bo cái men của máy tính á, khi mà bán thì nó có cái mút mỏng mỏng á, để nó lót dưới cái men á, cái hộp á. Trong cái hộp của cái men máy tính nó có cái mút mỏng mỏng á, thì lấy cái đấy dán đây. Nhớ này, chú ý này, cái bộ phận đây, cái bình chứa mực thì nó có một giáo những cái mút, cái mút để nó khớp với cái kia, để khi mà mực nó rơi vào đây thì nó không có bị bay ra bên ngoài. Đây này, nếu như những cái máy nào cũ thì những cái mút ở ngay cái mép này nó sẽ bị mục,
Anh em đừng có xé cái mút đi, nếu như cái máy của anh em còn ok ấy, thì đừng có xé bứt cái mút này đi nha, nhìn nó bẩn bẩn nhưng mà cái tác dụng nó lợi hại lắm đấy. Đây cái mút này nếu như mà nó bị mất rồi hoặc nó bị mục rồi thì anh em nên dán lại cái này, thì đó tìm một cái mút nó hơi mỏng 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 thôi, dán lại hết nguyên cái đường này đi để cho cái mực nó dơ ở đây thì nó ở trong cái âu này thì nó không có bay ra ngoài. Đây này, khi mà gắn cái trục vào thì nhìn ở đây nó có một cái gờ nhỏ nha, đây này, đây nó có một cái gờ nhỏ đấy, cái gờ này này đấy, anh em nhìn thấy không, thì ở trên cái bạc đạn của mình, ở trên cái bạc phíp của mình nó có một cái gờ nhỏ để kiểu vậy thì cho đúng chiều nó vào. Cái này ok đấy. Nhìn sang đây thì cái chiều này nó sẽ thò ra một chút xíu để vừa đủ để mình nhét cái bạc này vào, nó cũng có một cái mặt khuyết này đấy, anh em nhìn thấy không, đây nó cũng có một cái mặt khuyết này, đây ăn vào cái mặt khuyết này rồi bấm cái ghim bấm cái khoen này cũng giống như hồi nãy, là anh em một tay giữ và một tay cầm cái kìm bóp nó vào nhẹ nhàng thôi, khi nó kêu cái cạch cái nó vào đúng vừa cái rãnh của nó ấy. Này. À, cái khoen này nó không có bị băng ra ngoài nữa. Đó. Đấy, cái bộ bên trên này thì nó cũng không có gì nhiều để vệ sinh hết. Đấy. Motor này thì nó ở bên ngoài thì thực chất là cái motor này nó rất ít bị bám mực. Nếu như mà cái hệ thống gioăng giữ mực của nó còn tốt ấy, thì nó không có mực nó bay ra ngoài đâu. Đấy. Giống như cái kia nha, nhớ chú ý một chút xíu chứ không được. Rồi đóng vào đây, khi mà đóng vào thì đây anh em nhìn ở đây nó có một cái ngàm.
hai cái đây đây một cái, mà đây một cái, hai cái ngàm này sẽ ăn vào hai cái lỗ này này, hai cái lỗ đấy, nhìn thấy không? Đây đưa hai cái này vào ngay vị trí của cái này nè, nhìn thấy không? Đưa vào rồi để xuống, ấn một cái đó, kêu cái cạch một cái là ok, bắt hai con ốc này vào trước. Rồi lựa cái lỗ đây này, có hai cái lỗ này ứng với hai cái chốt này này, đây đưa nó vào cái lỗ này rồi bắt bắt ốc vào thôi. Đừng nhầm ốc nha, ốc mủ đây đây, để lấy ra cho mọi người coi, lấy ra cho mọi người coi, phân tích cho mọi người coi cái ốc nào là ốc bắt nhựa và ốc nào là ốc bắt sắt. Không, nhiều khi anh em lại nhầm cầm bắt tùm lum luôn. Mọi người nhìn thấy không? Nhìn thấy con ốc này không? Đây, này, kỹ kỹ chút xíu. Này, cho nhìn kỹ này, đây. Con ốc mủ ấy, con ốc mủ, con ốc bắt nhựa ấy. Thì cái bánh răng ở nó cái gen của nó thưa. Đây. Cái gen của nó rất là thưa nha. Cái con ốc này nó gọi là con ốc bắt nhựa hoặc bắt mủ, bất kể một chỗ nào. À, thì nó sẽ bắt vào nhựa. Thì cái răng của nó thưa, còn cái con ốc mà bắt vào sắt ấy, cái răng nó rất là khít, nó rất là mịn này, rất là ít luôn. Đó, để mà chú ý phân biệt cái phần này nha. Ốc này quan trọng nha, không mất công mà bắt lại nhầm ốc này này. Rồi. Như vậy là mình đã vệ sinh xong cái bộ này. Đó. Cái mực mực này thì tốt nhất là anh em khi mà vệ sinh cái bộ này á thì cứ để riêng cái mực này ra nha, cái phần mực này này mình vẫn xài được. Thì mình đi mình đổ luôn vào trong cái lọ, cái ống mực của máy đó. Thì lúc mình gỡ ra thì mình để riêng cái ống mực ra thì đổ cái này vào cái ống đó luôn. Còn cái để cái bộ này cho nó làm một cái hệ thống mới sạch hoàn toàn luôn. Thì khi mà rum nó hồi ngược mực lại trở về đây này thì ở trong này nó bơm xuống luôn, chứ không mất công lại đổ cái kia vào đây. Thì cái chỗ trong này nó mực cũ quá thì nó lâu lâu ngày mà nó không bơm được xuống rum là nó bị đóng lại nha. Thì tốt nhất là anh em nên tiết kiệm, nhưng mà tiết kiệm thì đổ cái kia vào cái lọ mực luôn, chứ mình không có nên đổ vào đây lại. Đây mình sẵn đây thì mình sẽ giới thiệu lại sơ qua về cái nguyên lý hoạt động của cái bộ này để cho anh em có thể nắm. Mình nói dựa trên những cái vấn đề là cái sự hiểu biết của mình, là mình hiểu nó hoạt động như thế nào. Chứ đôi khi thì nó không phải là chuyên môn, nhưng mình không có qua trường lớp nên là thỉnh thoảng thì anh em cũng phải thông cảm cho mình có cái vấn đề mình ấy, nhưng mà mình chỉ hiểu cái nguyên lý hoạt động của nó. Nghĩa là khi mà cái bộ rum ở cái gạt rum á, nó gạt cái mực, khi mà cái rum của máy ở trong máy, cái hệ thống rum nó gạt mực dư ở trên cái rum xuống trong cái bộ hồi mực, thì nó sẽ hồi mực, nó sẽ chuyển ra ngược lại cái nọ cái ống này, nó sẽ chuyển ra đây. Sau khi ra đây rồi thì cái hệ thống motor này nó sẽ quay, nó sẽ tời cái hệ thống ruột gà bên trong này hồi nãy anh em có vệ sinh đó. Thì sau khi mà mực nó ra đây rồi, nó sẽ đi theo cái hệ thống ruột gà nó lên, nó vào đây, nó chứa ở trong này trước, nó chứa ở trong này trước thì chờ, nó sẽ chờ nó cấp xuống dưới bộ từ. Đó, nó sẽ cho cái mực này xuống bộ từ với một cái tỷ lệ nhất định, chứ nó không có cấp hết. Anh em hiểu chưa? Có nghĩa là mực thải từ room ra đây đi về đây chứa vào cái bộ này, và nó sẽ phân phối xuống bộ từ từng chút một. Là nó sẽ chia theo cái tỷ lệ, ví dụ như là tỷ lệ 8-10 chẳng hạn, thì 8 phần nó lấy ở cái bộ mực mới, là cái, nó lấy ở cái ống mực mới, còn 2 phần thì nó lấy ở cái hệ thống mực thải này, nó thải xuống. Nên là những cái mực mà đi hồi ngược lại trên đây này, nó sẽ tồn tại trong này một khoảng thời gian nhất định đó, chứ nó không phải là cứ có bao nhiêu nó bơm hết xuống đâu. Thì cái mực của mình, cái mực ở trong cái bộ này,
nó đi kèm theo bụi giấy. Nếu như giấy không có chất lượng hoặc là chất lượng mực không tốt thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng vón cục ở đây, và nó xuống cái bộ tỏi ở bên dưới đây này. Cái bộ tỏi này khả năng nó sẽ bị nghẹt đây này, cái mà hồi nãy mình lấy ra cho mình chỉ cho anh em, nó rất dễ bị gãy đó, nó sẽ bị nghẹt ở chỗ này, nó sẽ bị gãy cái trục này nha. Chứ còn những cái bộ phận ở bên trên này thì ít hư lắm. Thường thì nếu như mà bị báo lỗi CD3 mà hư CD3, hư cái bộ hồi mực thải thì phần lớn là ở cái trục này nhé. Đó, sơ sơ về nguyên lý thì cái nguyên lý này thì mình thường thì mình làm thì mình sẽ tìm hiểu cái nguyên lý của cái bộ đó nó hoạt động như thế nào, thì mình sẽ biết để mình sửa được cái tận gốc của cái vấn đề. Mình hay tìm ra mình muốn tìm ra một cái gốc của một cái gốc rễ của một cái vấn đề bị lỗi để mình sửa sửa tận gốc luôn, chứ mình không có sửa phần ngọn. Nó như là rất là nhiều các anh em rất là nhiều các anh em là khi mà lên thấy báo lỗi CD3 hay là báo lỗi một cái gì đó là chỉ biết là làm đúng cái phần đó thôi, mà mình không tìm cái nguyên nhân chính. Nó cái CD3 này thực ra thì nếu như mà tất cả mọi thứ nó đều ok, từ giấy mực thì rất là ít khi nó bị hư. Nhưng mà khi nó đã bị hư rồi thì mình sẽ phải tìm ra là có phải chất lượng giấy của nó bị lỗi hay không, hay là do mực của mình nó bị lỗi, mực của mình nó không có đảm bảo chất lượng, thì mình khắc phục ngay từ cái gốc luôn, là mình kêu khách hàng đổi giấy hoặc là mình thử test lại cái mực khác xem nó có được hay không. Chứ đôi khi những cái vấn đề nó nằm ở đây nhưng mà nó lại nguyên nhân sâu xa nó nằm ở cái chỗ khác, nên anh em phải chú ý cái vấn đề này nhá. Mình sửa máy cho khách hàng thì đôi khi mình nói nhưng mà khách hàng đôi khi người ta không có hiểu mình nhá. Người ta cứ bảo mình đổ thừa. Mà ví dụ như là đấy. Đây này, những cái nguyên nhân sâu xa xuất phát chỉ đơn giản là từ giấy không có tốt, giấy không có chuẩn. Thì khi mà cái hệ thống này nó lại mực hồi mực mà, nó hồi mực nó sử dụng thì cái bụi giấy nó sẽ bám vào cái rum, nó đi theo cái hệ thống mực này. Nó sẽ vào đây, một nó sẽ nghẹt đây, hai là xuống cái bộ từ của mình. Nó gây ra hiện tượng nghẹt bộ từ, và nghẹt bộ từ thì nó lại liên quan đến cái bộ motor kéo từ phía đằng sau nữa. Nó rất là nhiều vấn đề luôn. Đó, nhưng mà mình chỉ nói cái vấn đề nhỏ đấy, nhưng mà thỉnh thoảng thì có khách hàng người ta lại nghĩ là mình đổ thừa hay là này kia, nhưng mà mình chỉ muốn đang đi muốn tìm những cái nguyên nhân sâu xa để những cái máy của mình nó chạy ổn định nhất có thể. Đó. Rồi, ok, xong. Nóng quá. Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho anh em cái cách vệ sinh hai cái bộ CD2 và CD3, thì cùng một vài cái lưu ý khi mà anh em vệ sinh, hoặc là mình cũng có giới thiệu qua về cái phần nguyên lý của nó ấy, thì hy vọng anh em đã hiểu về cơ chế hoạt động của hai cái bộ này nó hoạt động như thế nào rồi. Thì trong cái quá trình sử dụng đó, thì nếu như mà nó có cái vấn đề phát sinh gì đó, hoặc là khi mà anh em đi gặp hay sửa gì đó, thì nếu như mà bị vướng mắc ở cái vấn đề nào đó thì cứ liên hệ với mình đó theo cái đường link ở bên dưới, thì mình có để thì anh em cứ inbox hay là nhắn tin gì đó hỏi và đặt cái vấn đề trực tiếp về cái lỗi của mình, thì mình sẽ cố gắng mình trả lời với anh em trong cái thời gian sớm nhất nha. Thì chúc anh em thành công.